Quý vị và các bạn thân mến, trong khoảng mấy hôm vừa rồi thì mình có sang bên Lai Châu này và đi sang một số địa phương khác, mình quay các chương trình lễ hội ở bên đấy. Thì trong cái khoảng thời gian mình đang ở bên đấy thì ở khu vực gần chỗ mình sinh sống ấy thì xảy ra một cái vụ hỏa hoạn rất là thương tâm, rất là đau xót, cháy mất một ngôi nhà và thiệt hại về cả con người nữa. Đó là một cháu bé 3 tuổi cũng đã bị thiệt mạng. Đó, thiệt hại rất là nặng nề và rất là đau xót. Ngày hôm nay thì mình mới quay trở về được để mình đến mình thăm hỏi động viên gia đình một chút. Mình có chuẩn bị một yến gạo. Đây là một gia đình nhà người Mông nhé. Hoàn cảnh cực kỳ là khó khăn. Bố mẹ đi làm xa. Làm ở xa thì con cái thì để cho ông bà trông nom ấy. Nhưng mà không may nó xảy ra cái vụ việc như vậy cũng rất là đau xót. Thì bây giờ mình sẽ vào đấy. Đây là cái khu vực cái ngôi nhà các bạn này. Đó. Ngôi nhà ở chỗ này tí nữa mình sẽ ra đấy. Còn bây giờ thì hai vợ chồng hình như ở chỗ này sao nhỉ? Chào em nhá. Chào em nhá. Em có phải là hai vợ chồng của đứa bé không? Vâng. Vừa rồi anh cũng đi một số nơi xa ấy. Thì hôm nay mới về được thì cũng biết được hoàn cảnh nhà em là đang bị hỏa hoạn như vậy. Thì anh cũng không có gì nhiều thì anh có một yến gạo anh gửi vợ chồng em nhé. Vợ chồng em có cái sinh hoạt trong cái thời gian này, thời điểm này khó khăn này. Thì anh được biết là đến đây anh cũng được tìm hiểu qua thì là vợ chồng em đi làm ở xa. Vợ chồng em làm ở Bắc Giang. Bắc Giang. Làm Bắc Giang là cũng khá là xa. Thế là vợ chồng đi làm đấy lâu chưa? Cũng làm được gần năm. Một năm rồi. Thế cứ để đây cho nó đỡ nặng này. Đây. Hai vợ chồng đi làm Bắc Giang là được một năm rồi. Thế là nhà mình có mấy đứa? Nhà em có hai đứa. Hai đứa. Thế là cái đứa bị thiệt mạng đó là đứa ấy à? Đứa lớn. À, đứa lớn là 3 tuổi à? Đấy. Thì anh cũng không có gì nhiều. Thì anh chỉ đến đây là anh trước mắt anh thăm hỏi chia buồn với gia đình nhà em nhé. Đấy thì anh cũng ở gần đây thôi, không phải là xa xôi gì cả, nhưng mà vừa rồi đáng lẽ là anh có thể là anh sang sớm được hơn để, nhưng mà anh ở xa, anh hôm đấy anh lại đi sang tỉnh khác, xong anh đi một số nơi nữa, xong anh về anh mới biết được. Tí nữa mình sẽ ra cái chỗ đấy để mình quay cho bạn xem cái ngôi nhà. Còn bây giờ đang nói chuyện với hai vợ chồng một chút. Thế là em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay là 22 tuổi. 22 tuổi. Thế là vợ hai mấy? Cũng vậy, hai vợ chồng. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Thế là đi làm, hoàn cảnh đi làm xa nhỉ. Thế nhà có hai đứa con à? Vâng. Hai đứa con gửi ông bà. Vâng. Thôi bây giờ cố gắng lên nhá. Vâng. Thì cũng chẳng may là xảy ra như thế, ai cũng đau xót cả. Thì đây là một cái điều nó không may đối với gia đình nhà mình. Thì cố gắng vượt qua nhá, nỗi đau nào rồi nó cũng nguôi ngoai mà. Trước mắt thì cứ lo cho cuộc sống mình đã. Bây giờ còn một đứa bé, đứa bé là bao nhiêu tháng? Đứa bé là hơn 1 tuổi. À, đứa bé hơn 1 tuổi. Đây đứa bé đây à? Đứa bé đây. Đây là đứa bé của bà, đứa bé đây. Hơn 1 tuổi, thế là nó con trai đúng không ạ? Con Hân nhá. Đấy. Đấy, nhà thì có hai đứa thì một đứa bé và một đứa lớn. Thế về trước mắt rồi, bây giờ bọn em sẽ dự định như thế nào? Giờ thì vẫn chưa biết để xem là cơ quan chức năng và nhà nước hỗ trợ được như nào rồi mới chắc phải làm thêm một cái nhà bé bé để có chỗ cho ông bà với các con ở thôi. Định sau bọn em mới lại đi làm tiếp rồi vì giờ trước mắt thì bây giờ là đang cần một cái nguồn kinh phí để dựng một cái nhà tạm tạm đó. Thì để ở tạm đó rồi sau này thì khi nào kiếm được tiền thì mình sẽ có một cái nhà mới. Vâng. Thế là trước đây nó là một cái nhà gỗ hả em? Vâng, nhà gỗ. Nhà gỗ. Vâng. Nhà gỗ trong là em có thể nói sơ qua một chút về cái nguyên nhân của nó như là cháy như nào không? Nguyên nhân của nó thì em đi làm sao thì cũng không biết, nhưng mà nghe mọi người kể là do cháy gốc do cửa bên này trước, cháy cửa bên này người bên kia thì nó lại bảo là cháy gốc bên kia trước, nhưng bọn em cũng không biết, nói chung không hiểu rõ được cái nguyên nhân cháy đấy đâu. Điều tra thì lại bảo là chập điện nên là cũng không hiểu rõ nguyên nhân nó như thế nào. Theo người ta đang nói là bị chập điện đúng không? Đúng rồi. Thế hôm đấy nhà mình có đun nấu gì không? Các thứ có đun nấu không? Không, hôm đấy là bố mẹ chồng cũng hỏi nhà vừa mới đi ăn đám cưới về thì
không có nấu cơm gì ở nhà hết, bếp củi thì nó đang ở bên này nên là lửa thì nó lại cháy vào trong nhà chỗ mà con làm trước nên là ở đấy thì chắc là do nó chập điện thôi. Chắc là chập điện đúng không? Thì không có nấu gì cả. Không, hôm đấy là ông có. ông bà là đi vắng, bọn trẻ ở nhà. Chắc là chạy đi một tí thôi đúng không? Đúng rồi. Chạy đi một tí có việc không là về nhà thì thấy cháy như vậy. Nói chung là nó bé quá nhỉ, nó còn 3 tuổi đang đang ngủ nhỉ. Ừ, nó đang nằm trên giường. À, đang ốm à, ốm à? À lại khổ thế nhỉ. Đang ốm nên là ốm trong ngủ đấy thì bị cháy nên là không biết được, cuối cùng người dân ở xung quanh người ta phát hiện ra. Đúng rồi. Phát hiện ra không, nói chung là không có người lớn mà không biết ở trong đấy là có trẻ con đâu, chỉ biết là cháy thôi. Thì không có người lớn, không có ai. Chỉ có hai đứa trẻ con ngủ trên giường, có đứa của anh trai này là Kha với lại đứa của con lớn của em là nó hai đứa ngủ trên giường, nhưng mà chắc là đứa kia nó dậy được sớm mà là nó đã dậy được trước rồi. Mà nó vẫn biết gọi, nó bảo là nó vẫn biết gọi, nó thấy em, nó vẫn gọi em dậy, nhưng mà kiểu là nó thấy lửa nó hoảng quá, nó không, nó cũng sợ đúng không? Nó cũng sợ cho nó chạy. Dáng gọi rồi nó chạy ra. Mọi người dân ra thấy, người dân chỉ thấy nó đang khóc. Đang khóc theo cái đường này, nó đang khóc gọi người ta ra giúp đỡ rồi. Nhưng mà khi người ta thấy người ta ra thì lửa đã bao hết cả cửa rồi, không dám ai dám vào luôn. Với lại cái đó nào đây thì cũng có đông nhà đúng không? Với lại có rất nhiều nhà xung quanh đây, nhưng mà đến là nó cũng tầm mấy giờ em? Tầm khoảng, chắc lúc đó tầm khoảng 2 rưỡi gì đó. 2 rưỡi? 3 giờ. 2 rưỡi 3 giờ, chắc là lúc đấy là mọi người cũng đi làm nhiều đúng không? Vâng, chắc là giờ đấy là giờ đi làm hết. Ở đây thì cũng có nhiều hộ gia đình nhưng mà người ta đi làm nhiều nên là em bé đấy thì là chạy ra ngoài thì khóc cho mọi người mới biết, lúc quay lại thì là đã cháy hết rồi, bây giờ không cứu được. Vâng. Thì khổ quá, tôi anh gửi lời chia buồn gia đình em nhá. Vâng. Cố gắng lên nhá. Vâng. Thế bây giờ anh ra ngoài này chút. Đây những cái khu vực này là đây là cái nhà của em nhỉ? Vâng. Đây là nhà gỗ đúng không? Vâng, nhà gỗ. Nhà gỗ là lập bà rô xi măng à? Vâng, bà rô xi măng với lại trầm gỗ ở trên. Đây là toàn bộ cái căn nhà của em đấy này. Nhà này là nhà có mấy tầm khoảng bao nhiêu mét vuông em có biết được không? Có 172 mét. 172 mét vuông, đó là nhà mấy gian? Nhà 2 gian. Ba gian. Ba gian với lại một cái nhà bếp ở kia, ba gian từ đầu kia lên. À. Toàn bộ cái nhà này với cả bếp nữa. Đấy. Bên trên mình lập ngói, xong bên trên lại còn trần nữa nhỉ? Vâng. Trần gỗ. Trần gỗ thế thì nó cháy ác lắm ấy nhỉ, sợ nhỉ. Nó bốc cháy lên rồi nó cháy cái gỗ, vâng. Gỗ lâu năm rồi, nó khô vâng. Kiệt rồi. Gỗ khô kiệt rồi. Đấy. Xong rồi ở dưới chỗ ở lại chăn màn quần áo nó nhiều nữa. Vâng, nhiều quần áo chăn màn nữa nên là quần áo nào nó bắt lên cái quần nó bắt lên vào cái quần áo là nó cháy, nó mới cháy lên gỗ được. Vâng. Đây các bạn có thể thấy là đây là toàn bộ cái ngôi nhà này. Ngôi nhà thì là rộng hơn 100 mét vuông. Đó, toàn bộ là cột gỗ. Rồi bên trên thì có cả các anh ấy bảo là bên trên thì trần gỗ nữa nên là gỗ lâu năm rồi nó mọt. Nó khô kiệt rồi, xong là khi bắt lửa cháy rất là nhanh, và bên dưới thì rất nhiều quần áo chăn màn. Đó, như khu này là khu mà đứa bé nó bị ở chỗ nào em? Khu đứa bé là ở đây luôn. Ngay chỗ này luôn. Bên đây có giường ở đây mà bên này thì cột ở đây mà có cả tivi bằng ổ cắm luôn ở đây. Cái giường ở chỗ này luôn, hiện vị trí đứa bé. Vị trí này. Nó vẫn cắm một cái quạt ở đây. Vị trí đứa bé ở hôm đấy là con nó ngủ thì mọi người đứa em gái lớn đấy nó vẫn cắn quạt cho nó rồi mọi người chạy hết ra ngoài chơi rồi chỉ có một mình nó nằm ở trong nhà. Đấy. Nên là vị trí đứa bé em bảo vị trí đứa bé là nằm ở chỗ này thì quạt vẫn bật à, vẫn bật quạt à? Mọi người bảo là vẫn bật quạt cho nó ngủ. À, thế thì khả năng nó chập cái quạt nhỉ. Thế là cháy hết ở khu này, đây là cái giường của em bé này và vị trí em bé cũng đang ở cái chỗ này. Đó, rất là thương tâm các bạn ạ, rất là đau xót luôn. Hai vợ chồng thì đi làm xa, bây giờ con cái bị như vậy, rất là đau xót. Đây là toàn bộ cái nhà này. Đấy. Thì có một đứa bé, cái đứa mà chạy đi gọi đấy là đứa anh của nó à? Vâng, bốn năm đấy. À, không, cái đứa mà chạy đi mà gọi. À, là vâng, là anh của nó. Anh của nó. Hai anh em. Con của anh trai tức là đứa anh họ. À đấy. Anh họ. Đây là các bạn thấy này. Đây là toàn bộ cái
những cái gì còn sót lại ở đây thì là toàn bộ cột nhà rồi là những cái gì còn lại thôi, còn rất là ít thôi, còn ít gỗ, mấy cái cánh cửa, những cái thứ nó rất còn lại rất là ít, cháy toàn bộ luôn. Mà cái nhà lập pro xi măng nó cháy rất là mạnh, gỗ toàn bộ là gỗ nên là cháy rất là mạnh, rất là to. Lúc đấy thì mình đang ở bên Lai Châu nên là mình lúc về thì mình biết được thông tin như vậy rồi mình sang đây luôn. Hôm đấy mà sang thì sớm thì các bạn có thể thấy được toàn bộ cái khu này là rất là ngổn ngang luôn. Nhưng mà mình vẫn có được một số những hình ảnh mọi người chia sẻ lên trên đấy thì các bạn có thể nhìn sơ qua đấy. Là gỗ rồi là cây cối ngổn ngang ở cái khu vực này luôn, cháy cả nhà cả bếp. Đó. Bây giờ cháy hết rồi bây giờ. Hiện tại bây giờ là không còn cái gì luôn các bạn ạ, còn mỗi một cái lèn không thôi. Và bây giờ là chưa có kinh phí để làm như một cái nhà tạm, bây giờ chỉ cần gia đình mong muốn để làm một cái nhà tạm thôi, nhưng mà hiện tại giờ chưa có kinh phí. Rồi là những cái sắt vụn, đây là những cái bàn ghế à em, bàn bếp ga các thứ đấy nhở. Đây là những cái bàn bếp ga này, máy lọc nước các thứ này cháy hết trong nhà, không còn một cái gì luôn, cả tivi tủ lạnh là cháy hết đó. Và bây giờ thì đây là cái máy gì đấy em? Máy thái rau. Máy thái rau, máy thái rau cho lợn, cho bò đấy. Nó cũng bị cháy hết bây giờ. Bây giờ chỉ bán sắt vụn thôi. Đó là như vậy. Rồi đây là cái máy giặt à? Đây là cái máy giặt này. Cái máy này, máy thái này cũng hỏng anh. Đây là cái máy thái. Rồi là cái máy giặt. Máy giặt bây giờ nó nói chung là cháy hết rồi, không còn cái gì, hết sạch các bạn ạ. Nhà rất là khổ luôn. Nhà thì có một số vật dụng như là bếp ga, quạt, các thứ, những cái đồ sinh hoạt cơ bản thôi. Nhà thì nhà cũng hoàn cảnh rất là khó khăn, hai vợ chồng đi làm xa nên là bây giờ không còn cái gì đó. Khổ quá nhỉ. Bây giờ đang trông chờ vào các những mạnh thường quân và một số những người mà có điều kiện hơn để ủng hộ cho gia đình thì để có một kinh phí nhỏ nhỏ thôi để có thể làm một cái nhà tạm, trước mắt là làm một cái nhà tạm đó, để có cuộc sống trở lại như trước. Hiện tại bây giờ gia đình đang, thế gia đình nhà em bây giờ đang ở nhờ nhà ai em? Đang đợi nhờ nhà cậu này, nhà cậu dưới kia. Cậu cũng mời cả nhà xuống ở chung vài hôm, khi nào mà nhà nước có điều kiện giữ được cái nhà cho bọn em thì bọn em mới chuyển lên. Bây giờ nó đang ở tạm nhà cậu ở dưới này. Nhà cậu dưới này là cũng nhà gỗ thôi. Nhà gỗ thôi. Nhà gỗ mà lập vào lô rồi. Bây giờ hiện tại là nhà cậu thì có đông người không em? Có, nhà cậu vẫn có hai, cả nhà tầng cũng tầng khoảng mười mấy người ấy. À, nhà cũng mười mấy người. Thế có cả ông bà luôn? Vâng, có cả ông bà và hai anh trai với cả có mấy đứa con, mấy đứa cháu nữa. Mười mấy người nữa, và hiện tại nhà em là có ba người nữa. Đúng rồi. Đó, bây giờ em ở tạm nhà cậu, một cái nhà nó rất là nhỏ thôi. Đó. Nói chung là bây giờ hiện tại trước mắt bây giờ đang rất là khó khăn các bạn ạ, rất là khó khăn để ổn định lại cuộc sống như lúc trước. Trước mắt là để có một cái nhà nó là nhà bé bé thôi để hai vợ chồng ở đấy với cả đứa con nữa, xong rồi tính tiếp sau này như thế nào. Đây là cái máy giặt nhà anh nhỉ. Đấy. Máy giặt này bây giờ nó cũng hỏng hết rồi, bây giờ chỉ bán sắt vụn, bây giờ nó cháy này, nó máy giặt nó là cái hàng điện tử thôi, khi mà gặp lửa thì nó cũng hỏng hết. Bây giờ các bạn thấy là nó rất là hoàn cảnh như vậy. Đó, toàn bộ cái khu vực này nhà gỗ và bên ngoài này nó là cái bức tường để ngăn với cái ruộng ấy. Đó, cháy giờ người ta đập hết, bây giờ đập hết để lấy mặt phẳng dọn dẹp các bạn ạ. Rồi là những cái đống củi này, bây giờ nó chỉ thành củi rồi, trước nó là vật liệu của ngôi nhà như là gỗ rồi là
những cái cột cây xà bây giờ cháy hết rồi, còn bằng này các bạn ạ, đó. Thôi thì tính 6.000 đó, cái này tôn tôn mà. Ừ. Đây cái này bây giờ. Để nó gửi tiền à. Không, bây giờ chỉ bán sắt vụn thôi. Đấy. Anh cứ mua cho người ta giá cao cao một chút anh nhá. Đấy bây giờ hoàn cảnh khó khăn như thế. Bây giờ những cái đồ không dùng được thì bán sắt vụn. Bây giờ là dựng tạm cái bạt ở đây nhỉ. Cái này là cho ai đến thăm hỏi thì có chỗ mà đứng. Thì bây giờ thì ở dưới nhà cậu ở dưới này. Dưới này cũng rất là chật thôi, rất là đông người. Còn chỗ này là khi mà ai đến đây thì người ta sẽ có cái chỗ đứng tạm tạm ở chỗ này, chỗ cái bạt này mới căng lên. Đó này. Mới căng lên để cho mọi người đến đây có thể là thăm hỏi. Chúng ngồi nha. Thì tí thì chúng mong muốn rồi. Có hai đứa con là một chất con trai trai hết rồi. Ừ, cả hai đứa con trai. Đó ta nè. May cho là cả anh nó còn chạy rồi. Thằng bé thì nó lại ốm. Đấy, nó ốm nó nằm ở giường. Ốm nó ngủ nên là nó không biết. Hiện tại bây giờ cuộc sống của hai vợ chồng rất là khó khăn. Bây giờ là chưa có nhà để ở. Mong muốn của hai vợ chồng là đang cần một cái nhà tạm thôi các bạn ạ. Cái nhà tạm thôi để sinh hoạt cho cuộc sống hiện tại bây giờ. Sau này thì hai vợ chồng sẽ đi làm tiếp tục và kiếm tiền để có thể là trang trải cuộc sống sau này. Đó, thì thông qua cái tập phim này mình muốn chia sẻ lên cho mọi người thấy được cái hoàn cảnh ở đây. Nó xảy ra một cái sự việc rất là đau lòng như vậy. Các bạn nào mà có tấm lòng và tâm thì các bạn có thể là giúp đỡ cho hai vợ chồng em này nhé, để có một cái căn nhà tạm các bạn ạ. Và đến đây thì mình cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây các bạn nhé. Thôi chào các bạn.